rất là yêu nghề bóng đá này. Bản thân em được chơi bóng thì em cảm thấy rất là vui. Ở nhà và đi học thì sau này thì chỉ biết là em về thì là em bảo mẹ cho con đi bóng đá. Đầu là em chỉ bảo với cô như vậy thôi chứ cô cũng không nghĩ đâu rằng là đến bây giờ là em đi bóng đá. Nhà có một tuyển thủ như vậy là cũng rất tự hào rồi chứ. Chỉ bảo là duyên ơi cố lên thôi và em giữ mãi được cái phong độ như bây giờ. Em có niềm đam mê bóng đá từ năm 12 tuổi. Trước đó thì em rất thích xem bóng đá của nước nhà hoặc nước ngoài. Cũng tình cờ thôi, có một thời gian thì em được các thầy cô ở trên trung tâm về trường tuyển em lên câu lạc bộ. Trước khi các thầy cô về tuyển thì cũng có đưa ra thử thách cho em, ví dụ như là chạy ngắn này, chạy dài này, bật xa. Em còn nói với các thầy cô là em rất là đam mê bóng đá, nhưng mà em muốn các thầy cô cho em một cơ hội để em có thể thử nghiệm và đến với nó. Các cô cũng nói với em là em làm thật tốt thì cô sẽ cho em một cơ hội nào đấy để em có thể được lên theo tập luyện bóng đá. Em cũng làm tốt mấy cái mục tiêu các thầy cô đề ra. Em cảm giác rất là vui, cũng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Tại vì nếu mà mình có được chọn thì mình cũng xa nhà và xa bố mẹ. Bắt đầu em lên lớp 6. Đấy, cô không nhớ năm nào đâu. Thì Duyên chỉ bảo là mẹ ơi mẹ hay là mẹ cho con đi bóng đá nhớ. Duyên chỉ nói vì nó bé nó không, em nó chưa biết cái gì cả. Thế thì cô cũng bảo với em rằng là con gái thì ai đi bóng đá, chỉ có con trai thôi. Mà bây giờ con mà bé như thế này, con chưa biết làm cái gì là con xa mẹ là mẹ không đồng ý. Thế nhưng mà cứ bảo là mẹ cho con đi, kệ con. Đấy, Duyên bảo như vậy. Cứ nói là đi là tôi không cho đi thì em khóc thôi. Thế là cuối cùng là hỏi bác mới rồi bố mấy anh chị thì bảo thôi nếu mà nó thích thì mẹ cũng cho em nó đi. Bây giờ nó bé mẹ giữ ở nhà chẳng làm cái gì được cả. Thế bảo, thế tôi bảo là làm cho mẹ thì ấy đó thì cũng không quan trọng được cái việc làm, nhưng mà muốn là ở đây học thì gần mẹ thì còn có người dỗ, chứ đi lên ấy là xa bố xa mẹ thì mình thì không biết đi xe, điều kiện gia đình lúc ấy không có gì cả. Mà rồi em vẫn cứ đi thì thôi cũng buộc là tôi phải cho em đi thôi. Hai mẹ con đi với nhau, lúc đi thì nó cũng còn đỡ đỡ, nhưng cái lúc con ở trên ấy về là mẹ khóc. Không thì không đi. Nói thật là vì thương em chứ không, bé quá nên xa nhà xa bố mẹ nên là nghĩ là thương là khóc thôi chứ không có gì cả. Cái khó khăn nhất của em là cha gia đình tự lập một mình, những cái nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai, mọi thứ nó đều thay đổi, nhiều khi vẫn nhớ gia đình vẫn ngồi khóc một mình. Em nghĩ là mình đã muốn theo đuổi đam mê của mình thì mình nên nén những cái nỗi buồn và cố gắng để có thể trở thành cầu thủ. Khi em bắt đầu được lên câu lạc bộ thì các cô đã cho em chơi bóng và dạy em chơi bóng. Lần đầu tiên là được tiếp xúc với trái bóng thì cảm giác là rất là thích vì mình đã đam mê từ rất là lâu rồi. Lên câu lạc bộ em mới chơi bóng đá nên là em thấy nó khá là khó khăn với em. Mới đầu chơi với quả bóng thì em không quen, cũng rất là sợ. Chưa chơi quen thì em hay bị ngã, rồi em lo lắng rất là nhiều. Kiểu như em đang rất là cố gắng đến với bóng đá ấy. Nhưng mà em không thể đáp ứng được tất cả các bài tập của các cô thì em rất là buồn. Cảm giác rất là bất lực, không biết là mình có thể trở thành được một cầu thủ không. Em chỉ nói là tập luyện nữa, về mùa hè nó nắng nóng lắm mẹ. Tôi hỏi em thì em chỉ nói như vậy thôi, thì mẹ con chỉ nhắn tin cho nhau những cái chuyện ấy thôi. Ngày nào con đi thi đấu thì lại nhắn tin cho mẹ. Về nói về những cái áp lực đi thi đấu thôi. Tôi chỉ bảo em là thôi thì bây giờ con cũng cố gắng. Nhiều khi các thầy cô cho bài tập xong mà em chưa tập tốt, cuối giờ em có thể ở lại em tập thêm, em tập một mình. Nên dần dần mọi thứ, mọi động tác nó cũng ổn hơn nhiều. Bản thân em cảm thấy là em đã cố gắng rất là nhiều rồi. Mục tiêu của em là bước vào đội hình chính của câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Rồi dần dần mình có thể cố gắng hơn nữa để có thể
được vào đội hình đội tuyển Việt Nam. 2017 thì em bắt đầu được đá chính đội hình câu lạc bộ. 2018 thì em bắt đầu được lên U19 đội tuyển Việt Nam. 2019 thì em được gọi lên đội tuyển quốc gia. Sau bao nhiêu năm cố gắng thì cũng hoàn thành được ước mơ của mình. Em nó được lên tuyển quốc gia ấy, thì gia đình mình rất là mừng. Đấy là sự phấn đấu của em nó, là em nó được như vậy. Thì các anh các chị cũng chỉ là động viên là thôi bây giờ em muốn lên như vậy thì em cố gắng. Đấy là cái sự đam mê của em. Em cứ đá trận nào ấy, là em gọi điện về báo cho gia đình xem. Thế nên là mình xem gần như là hết những cái trận đấu em thi đấu. Khi xem được những cái trận đấu của em Duyên thi đấu ấy, thì thật sự là em rất là hồi hộp. Và cũng mong sự vượt trội của em để em phấn đấu lên. Từ khi bắt đầu đến bóng đá thì thời điểm khó khăn nhất của em là năm 2019. Sau khi bắt đầu giải câu lạc bộ thì em có bị đinh chấn thương đầu gối, em bị đứt dây chằng chéo trước. Mình cũng phải hồi phục thật tốt thì mới có thể quay trở lại được với cả bóng đá. Tinh thần của em rất là suy sụp. Nhiều khi em cũng chỉ muốn bỏ đam mê của mình để về với gia đình mình thôi. Cái năm ấy là gia đình nhà tôi nó cũng qua cái nhiều cái nó cũng phức tạp. Đến 30 tháng 4 thì ông ấy bị tai nạn lao động. Thế thì cũng mới đi viện về, thế xong cái lại đến lượt em thì cô xem cái trận đấy em ngã thì cô nghĩ là em ngã bình thường thôi. Chứ không nghĩ rằng là em ngã như vậy. Nếu như đúng mà người mà ấy là gục chứ không phải không. Nhưng mà tôi thì nói chung là cũng bị mấy cú sốc rồi nên nó cũng tinh thần nó cũng còn đỡ được một phần. Trước khi đó ở câu lạc bộ của em thì cũng có một vài chị cũng bị đứt dây chằng chéo trước như em. Nhiều chị cũng từ bỏ bóng đá theo con đường khác. Còn cũng nhiều chị cũng có nhiều nghị lực ấy để mình hồi phục thật tốt để quay lại. Lúc em mổ thì bắt đầu ra thì là tôi vào, tôi ở đấy với em. Mới đầu ra là cũng yếu, đau thì cũng khóc đấy, nhưng mà khóc không để cho mẹ biết. Nói chung là cô thì cô hay tuổi thân lắm. Tôi mà nhìn thấy em khóc là tôi cũng khóc nên tôi cũng quay mặt đi để cho em nó khỏi biết mẹ và mẹ khỏi biết con là khóc. Mà tinh thần nó cũng bị suy sụp nhiều. Em đi lại thì là nặng thôi. Giờ nghĩ rằng là đẻ con ra bây giờ lại cứ thế chống nặng cái này, nghĩ thương hại chứ không phải là không, mà thương con thì cũng chỉ để trong lòng thôi. Nếu mà ra ngoài mình mà khóc lóc hay là nói những cái gì ra thì nó lại nản lòng, nên là cũng không dám nói cái gì cả. Thương con là để trong lòng thôi. Phẫu thuật chấn thương xong mình nghỉ một thời gian dài thì nó sẽ mất hết phần cơ của mình đi hết, thì mình phải tập hồi phục lại từ đầu. Thời điểm đầu thì em tập luyện bằng máy tập dây chun cá nhân, nó cũng khá là vất vả. Chân mình nó thể hồi phục nhanh được nên là lúc đó mình cũng cần phải cố gắng rất là nhiều. Nhiều khi thì cảm giác tập mệt xong rồi đau, nhiều khi mình cũng nghĩ là hay là mình không thể quay lại được cái đam mê của mình nữa. Duyên rất là tích cực cố gắng tập luyện. Sau mỗi buổi bọn em đi tập về, em thấy Duyên là đi tập phục hồi ở phòng tập gym về là rất muộn ạ. Và mỗi lần tập về thấy Duyên kiểu nhễ nhại mồ hôi, chị cảm thấy nhìn thấy là rất mệt mỏi. Lúc nào hầu như cũng chỉ là cầm dây chun đi tập một mình, lùi thủi ở phòng tập. Khi mà Duyên cũng nói chuyện với em ấy, thì mỗi lần nói chuyện rồi vấn đề bị chấn thương thì Duyên rất buồn mức phát khóc ấy. Nói chung là cái đợt, kể cả là cái đợt em khỏe em đi lên trên ấy em tập rồi, em chỉ lo là lý ý là cái chân nó teo đi đấy, sau này nó xấu mới thế nọ đấy kia đấy. Cô chỉ động viên em là thôi bây giờ con cố gắng, mọi cái con phải cố gắng. Thời gian hồi phục chấn thương của em tính ra là 9 tháng. Sau khi mà em hồi phục xong và em được thi đấu thì phong độ của em nó không đạt được như ban đầu. Nhiều khi em cũng suy nghĩ rồi em cũng tự áp đặt lên bản thân mình ấy, nên là em cũng bị sỉ chết rất là nhiều. Nhưng mà cũng có các thầy cô và các chị cũng động viên để em có thể cố gắng hơn nữa để có thể quay lại phong độ của mình.
Đến thời điểm hiện tại thì em cùng câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam đạt được huy chương vàng năm 2018 và nhiều huy chương khác, cùng đội tuyển quốc gia bước vào vòng 2 của vòng chung kết châu Á. Bây giờ em trở lại em đi đá được, chân con mình không bị làm sao này, con trở lại sân cọt, tôi cũng rất mừng. Sau khi em về bóng đá thì chưa bao giờ em cảm thấy em hối hận khi đến với nghề này. Chơi bóng đá thì điều em suy nghĩ nhiều nhất là mình không dành nhiều thời gian được cho gia đình, chăm lo cho gia đình và bố mẹ. 6-7 năm giờ về đây thì 6 năm là đi 3 lần đi mổ. Và năm nay là tôi mổ u tủy sống. Cái năm mổ lần đầu tiên trên Phủ Lý em về là từ sáng đến chiều là em đi luôn. Hai lần ở Hà Nội thì em không sang được. Thời điểm đó em thi đấu nên là mẹ cũng không muốn cho em lo lắng. Nhiều đêm mẹ em vẫn bị đau nhiều ấy. Cũng không nói với cả con gái là mẹ em bị như vậy. Đến khi mà mẹ em nhập viện rồi, mẹ em mổ rồi, thì sau khi đó thì em mới biết được thông tin như vậy. Không được về thăm mẹ thì em rất là buồn. Em nhiều đêm em ngồi em khóc một mình. Nhưng mà cũng có các thầy cô và các bạn động viên em để em cố gắng. Vì mẹ giấu con là vì để cho con tập trung vào những cái chuyện con đi thi đấu thôi, chứ bây giờ mà nói thì con tự dưng con bị suy nghĩ nhiều thì con phải suy sụp, thế nên là không dám nói về giấu được như vậy thôi. Chỉ mong con là khỏe mạnh này, thì con làm những cái việc chân chính này, cái gì đam mê của con mà con thích thì con làm là mẹ ủng hộ, và con làm cái gì mẹ cũng sẽ ủng hộ. Rất là nhớ và muốn được về gia đình, rồi được ở bên bố mẹ. Sau khi mà em đã đi với niềm đam mê của mình, không lo lắng được cho gia đình thì bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe,